tập nhiều. Em cũng đã cố gắng hết sức trong khả năng của mình rồi. Thì bây giờ nó lại còn có thêm tí rượu nữa, có thể là cái hơi nó sẽ không được đều. Thì xin cả nhà cho em một tràng pháo tay đâu ạ. Nhạc em ơi. Nhạc đâu rồi, nhạc đâu rồi? Nhạc lên, nhạc lên. Sau đây em gửi tới mọi người các khúc Cát Bụi. Người nào hóa kiếm tan lôi để một mai tôi về làm cát bụi. Ôi cát bụi tuyệt vời, mặt trời soi một kiếm dòng chơi. Hạt bụi nào hóa kiếm tan lôi để một mai tôi về làm cát bụi. Ôi cát bụi tuyệt vời, tiếng đồng nào gõ nhịp thống nhiên. Bao nhiêu năm mong con người chờ một chiều tóc trắng như bôi. Lá úa trên cao rụng đầy cho trăng nắng và che buồn ngày. Mật chỉ nhận say sẽ đi chơi để tìm những xây bọn anh đã cười. Xin úp mặt buồn buồn tìm ngày qua mọi ngóng tin vui. Còn rừng đàn lá xác xa cây vượt sâu nghe lời mời đã dừng. Ôi các bụi phần này vết mực nào xóa bỏ không hay. Mọi người nhận ra là giọng Khánh Ly này, giọng Lam Trường và giọng Duy Mạnh. Mời mọi người đoán tiếp giọng tiếp theo nhé. Đây là một giọng ca rất là kinh điển. Để một mai tôi về làm cát bụi. Ôi cát bụi tuyệt vời, mặt trời soi một tiếng dòng chơi. Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi để một mai tôi về làm cát bụi. Ôi cát bụi tuyệt vời, tiếng đồng nào có nhịp thông nguồn. Một chiều nắng trắng như vôi, lá úa trên cao rụng đầy cho trăng nắng vàng chết một ngày. Mặt trời đã xa xa tim tôi để tình yêu say ngọn thành lá cười. Xin ước mặt buồn từ ngày qua mọi năm tim tôi. Cùng rừng nào là xa thơ cây, vực sâu nghe lời mời đã dậy. Xin tiếng đồng có nhịp thông nguồn. Ôi chắc người phần này đến mực nào xóa bỏ.
mọi người ạ. Hai giọng giống nhau. Đùa đi. Vâng, rất xin cảm ơn cuộc bài thi dự thi của anh Trung tác phẩm Cát Bụi dựa trên công ty Đá Bạc. Để tiếp theo chương trình, xin trân trọng kính mời tiếp mục thi Lý Trung Trung qua phà của phòng kỹ thuật bảo hành. Anh em mình có gì nữa?